Ok, mình đang đứng từ trên thung lũng Lam Giang đi xuống đi đây chút xíu là thung lũng Trăm Năm. Ở đây có một nhà hàng theo phong thái của người dân tộc Cờ Ho. Đường lên lên nhà hàng đây, lên nhà hàng. Này nhà đằng sau bên trong nhà hàng có một cái dòng suối. Đấy, là phơi quần áo. Đây đường xuống có dòng suối nhỏ nhỏ, cơm thân mật với những người bạn ở Đà Lạt. Quan gian được về hiện là các bạn bằng cách đây. Em là gì ở đây? Em vô. Anh bạn có nhiều món đặc sản. Đây là cơm lam. Đây là cơm lam. Cơm lam là nướng ống tre hả? Nướng ống tre. Ống tre. Rồi đây là cà ống giặt. Cà đắng, cà đắng, da trâu. Rồi còn đây là chả giò. Chả giò thì ai cũng biết rồi, nhà mình ai cũng biết rồi. Đây là gà gà nướng Tây Nguyên. Gà nướng Tây Nguyên, gà nướng Tây Nguyên. Gà nướng Tây Nguyên. Ủa kia xà lá ai cũng biết rồi. Cái đó mình muốn thử món cà này thử. Đó, rồi. Mời cả nhà nha. Các anh chị, thứ nhất đây là cái món cơm nam của người đồng bào Tây Nguyên. Đấy là được làm từ gạo nếp này, chúng ta ngâm lên khoảng 12 tiếng đồng hồ cho nó nở cái gạo ra, xong hái cái nam yết tươi nót vào trong cái ống tre, nót ống tre xong rồi chúng ta cho gạo vô, cho gạo vào trong, rồi chúng ta nướng, cái nước của trong ống tre với lại của lá mía nó sẽ ra và nó làm chín cái gạo, chín gạo trong thì nó như là ăn thì vị nó sẽ ngọt hơn cái bánh chưng, cũng như là mình nấu sôi. Rồi. Đấy, thế còn thứ hai nữa, đây là cái món rất là đặc trưng của người đồng bào, cũng đồng bào Tây Nguyên nhưng mà đặc biệt ở trong Nam Bia là có cái món này gọi là cà đắng da trâu. Dạ. Với món này thì là trong cái những cái ngày lễ hội lớn của đồng bào dân tộc ở trong khu vực này là những cái ngày lễ lớn như là cưới hỏi này, rồi thì như việc tạ ơn những cái người đấng sinh thành nhá. Này ta sẽ thịt trâu và một cái con trâu đó là sẽ nấu rất là nhiều món, thì trong đó là món này không thể thiếu được. Đấy, tức là da con trâu với cà đắng và nó có rất cái nhiều cái tác động dụng tốt cho tiêu hóa, đặc biệt là nếu mà bệnh đau bao tử thì là sẽ là nó có thể là chữa được một phần nào đó. Rồi rồi, cảm ơn, cảm ơn các bạn. Bây giờ mình đang mình thử cái món cà đắng da trâu. Cái món này đặc biệt, hồi xưa giờ mình chưa phải thử nha. Đây là da trâu, đây là miếng da trâu, bên đây là miếng miếng cà, mà cà này cà thường thôi. Đây là cà đắng, đây cái đắng là cái nhỏ nhỏ này. Đó, đây là da trâu. Nghe nói ăn da trâu bổ, ăn cái gì bổ đó là bổ da luôn.
Mình thử nha. Ăn nha, mình sẽ ăn chung với bánh mì. Mình thử mía đậu. Nó ít nữa mà. Lâu lâu. Dài xinh xực. Xé đâu. Dẻo. Dẻo. Ngon. Mà con da trâu nó dày dễ sợ hay là tại cái tăng đinh ra. Đúng rồi. Đinh nó nở ra. Em miếng da trâu. Nhưng mà nó da trâu á, nói da trâu nó dày nhưng mà nó cũng không dày bằng da mặt của mình. Tại vì da mặt của mình mà quá dày rồi. Ngon, nói chung mùi ngon, rất là lạ. Ăn thử miếng là đắng. Đắng. Đúng là không đắng lắm đâu. Đắng. Khá đắng. Thêm chuyên là đắng quá. Wow. Rất là nguyên các bạn. Cái trái rồi không có thấy đắng. Không đắng chứ đắng. Cái nhẫn. Nói chung là vị rất là đặc biệt của người dân tộc. Giống như không biết tả bằng giống như cái gì ta. Còn món này món gì mới ra? Nai áp vĩ. Nai áp vĩ. Rồi. Xuất sắc trong nghề tài nữ. Lên rừng rồi là ăn. Lên rừng rồi phải ăn này. Nai này nó tơ. Cái này là thịt nai dùng. Chứ mà mình không mình lên rừng là phải đi săn nai. À.